Các bạn ơi, bạn nào có nhu cầu muốn mua ạc Free Fire, thử vận may kim cương giá rẻ, hãy ghé shop hungakira.vn nha. Shop này do mình chịu trách nhiệm và tất cả mọi việc các bạn có thể liên hệ với mình để giải quyết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Tí nữa thì mình nói thành Hùng Akira Mobile. Và chào mọi người đã đến với video nữa. Hôm nay chúng ta sẽ reaction tiếp TikTok Free Fire của cái kênh mang tên là TikTok Free Fire luôn. Thực ra cái kênh này nó tên là TikTok Free Fire chứ không phải là nó là một cái kênh của TikTok Free Fire đâu. Đó là tên của một bạn đặt tên là TikTok Free Fire thôi. Và cái tiêu đề của bạn này cũng đặt là TikTok Free Fire luôn. Cho nên là đây là một kênh TikTok Free Fire làm về TikTok Free Fire các bạn nha. Hôm nay mình sẽ reaction cái TikTok Free Fire của cái kênh TikTok Free Fire làm về TikTok Free Fire này. Ok, và trước khi vào video, nếu như các bạn thấy thích đừng quên để cho anh xin một like, một đăng ký và đừng quên bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào mỗi khi mình ra video mới nhất nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào video nào các bạn. Trước khi vào video thì mình muốn nói với các bạn này, sắp Tết rồi thì chúc các bạn có một cái Tết thật là vui bên gia đình và người thân nhá. Tất nhiên đến Tết mình sẽ chúc thêm một lần nữa, nhưng mà bây giờ thì mình cứ chúc trước. Không biết các bạn đã được nghỉ học chưa nhở? Bạn nào đã được nghỉ học rồi hãy cho mình biết ở dưới phần comment nhá. Vì cái ngày ra video này là ngày chủ nhật, tức là ngày 19 tháng 1 năm 2020, tức là đã là vào ngày 25 Tết phải không ta? Phải 25 nhỉ? Yep, nó là 25 đấy. Thì không biết các bạn đã hết ngày thứ bảy này đã được nghỉ Tết chưa? Và nó chưa được nghỉ hãy comment cho mình biết nha. Và nó được nghỉ rồi cũng hãy comment cho mình biết nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào video nào các bạn. Let's go. Cho anh hôn. Cho anh. Xong rồi thì sao? Anh bỏ em lại. Anh hôn nó, anh bỏ em lại còn đỡ đấy. Chứ bây giờ con trai thế này tôi chỉ thấy là nó phệt em xong nó bỏ em lại mới là một câu chuyện khác. Kiểu đổ vỏ ấy các bạn. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Bỏ ra. Uầy. Chơi 111 trận, thắng 107 trận mà không có kill nào. Chơi với bot à? Không không. Bạn này chắc chắn là đấu thường còn chơi với bot này, đấu thường còn chơi với bot chắc kèo luôn. Nhưng mà nếu mà kể cả đấu thường thì cũng sẽ gặp người, cho nên là nếu như mà chơi như này thì đúng là kiểu hòa thượng chơi game thật. Chơi kiểu vãi nồi ạ. Tên TikTok người ta lại còn là xx xích trừ video xích trừ vn. Vãi cả xx ạ. Chơi game éo cần giết người mà top 1. Bài này riêng cho cá nhân, có niềm đam mê nói anh. Có mỗi cái xe thôi mà cần thiết phải giữ vậy không? Cận cảnh vụ cắm sừng. Dùng người yêu leo danh cùng bản thân và cái kết. Phải mình mà là thằng kia thì mình tát cho mỗi đứa một trận. Thề luôn, mình vác cái chổi mình đuổi hai đứa nó luôn á. Mẹ, trong lúc mình đang bắn nhau mình chạy vào mình bị bắn thì hai đứa này nó ngồi nó tặng hoa nhau, nó quay TikTok ạ. Wow. Cái chỗ này ấy, các bạn, nếu như bạn nào mà chơi Free Fire thì các bạn biết đúng không? Cái chỗ này, cái hồ nước gần biệt thự này là hình như là mình có thể bắt được đúng không? Bầu G ấy. Bắc được xuống kiểu như là đi được xuống dưới nước đúng không? Mình thấy có rất nhiều bạn đi được xuống dưới nước này mà không phải là hack. Lúc trước mình có thấy có một bạn đi và mình đã từng nhìn thấy rồi. Sau các bạn ấy bảo là bắc đúng không? Tức là lỗi game chứ không phải là hack đúng không? Bạn nào biết cho mình biết với nhá. Cái này mình chưa làm bao giờ. Không biết các bạn gặp bo như vậy lần nào chưa, chứ mình gặp rồi các bạn. I'm sexy and I know it. Bây giờ mà làm con trai mà được gục úp mặt vào sông quê thế kia thì thằng nào chả muốn. Thôi sục mặt thắng vào chỗ này chỉ có rửa mặt thôi. Tầm này phải rửa mặt bằng vim mới sạch được. Thích thế còn gì nữa.
em làm vợ. Em đâu hay mà. Kiểu thì nó làm cho kiểu gọi là cảm động ấy, kiểu như là nam với nữ chết xong phải tách nhau ra mà không thể đi cùng nhau đến bo cuối ấy. Nhưng mà nó lồng cái tiếng phim và nó đếu hợp cho lắm, nhìn làm mình buồn cười ấy. Với cả là chưa kể là thanh niên đấy đang đứng ở im một chỗ mà không hề chết, nó tự dưng chết, mình cũng thấy vô lý, hiểu không? Kiểu như đang chạy bo xong rồi là bị gục xong rồi là chết mà đứa kia phải bỏ thằng này lại thì nó hợp lý hơn là cái việc hai đứa đứng ở cạnh bo xong rồi nói như thế, đúng không? Mình thằng kia có thể di chuyển vào trong mà, đúng không? Hoặc là đứa kia có thể chạy vào trong mà, có thời gian để ngồi nói xong chịu chạy vào trong, kiểu như vậy. Nó làm mình kiểu nửa buồn cười nửa buồn ấy, không biết là buồn này là buồn cười hay là buồn tủi đấy. Azad, cực Nam Cà Mau, cực đáng yêu là cậu à, còn cực yêu cậu là tớ à. Uầy, cực Nam là Cà Mau, cực đáng yêu là cậu, còn cực yêu cậu là tớ. Uầy, câu này tán gái được này, hay. Đánh đổi cả mạng sống để đổi lại một nụ hôn, có đáng không? Đáng. Đáng chứ. Đời đã được hôn gái bao giờ đâu. Cho mình hôn đi, chịu chết một game cũng được. Vãi nồi. Hai thằng đồng đội dẫm mìn luôn ạ. Má thì nó ôm nhau thích chưa kìa. Cố tình thôi, lêu lêu bọn FA. Thật ghê luôn. Bài nhạc này hay. Bài nhạc này hay. Nhìn cái này quen quen. Mìn với ai? À mìn với cái gì? À. Nhưng mà nếu hiểu sao mình nhìn thấy giống hai cái núm. Đầu tiên thì vừa mới vào thì cái suy nghĩ đầu tiên và cái liên tưởng đầu tiên của mình đó là cái lồng đèn trung thu ạ. Sau đó nó đi lui vào thì mình lại nghĩ rằng đây là quả mìn, bởi vì nó đúng là quả mìn. Nhưng sau khi đấy mình mới để ý nó giống hai cái núm. Cực Bắc là Hà Giang, cực Nam là Cà Mau, cực đáng yêu là cậu, còn cực yêu cậu là tớ. À, cực Bắc là Hà Giang nữa. Đủ các anh kéo tâm headshot được em. Không headshot được làm chó. Vãi nồi, không có đầu luôn ạ. Thả ra. Tình trạng này tôi gặp nhiều. Phê thế. Ôi vãi nồi. Vãi đáy ảo vãi. Cứ mặc đồ bơi ra đường không mà ế. Đầu tiên là một bạn nữ mặc đồ bơi trong game, các bạn hiểu không? Mặc đồ bơi trong game, mặc nhân vật rất sexy đi, thế là mình thích, hiểu không? Nó mặc đồ rất đẹp luôn, thế là mình có tán tỉnh. Xong mình chợt nhận ra là bạn ấy có con chim dài hơn cả chim của mình. Thì lúc đấy nó lại một câu chuyện khác ấy.
Mà nó ghép cái hàm răng không nhỉ? Ghép cái hàm răng là đẹp hơn nữa. Nó ghép cái hàm răng xấu vẽ nồi vậy. Ôi mẹ. Mẹ mày, cuộc thi răng đẹp, cuộc thi răng khôn à? Smile Got Talent à? Trứng môi tay. Này các bạn, chọi cả cái đấy lên thì nó hết mồ hôi tay thật à? Thực ra thì mình có một lọ. Thực ra thì nếu mà bây giờ mà mình bôi thì mình sẽ bôi vào tay của mình, xong mình dùng tay của mình để chơi, chứ mình không có cái chuyện là mình đổ cả lên cái điện thoại như này đâu. Rồi lát đã rửa kiểu gì. Bắn gà như mình vậy. Một người đàn ông mạnh mẽ. Dám từ chối mọi cô gái. Để yêu một người đàn ông khác. Hiếu ngày sáng mùa ảo quá. Thả ra. Cái thả ra này hay nhở. Ok thì chắc có lẽ video của mình cũng sẽ dừng lại tại đây thôi. Nếu như bạn thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho anh xin một like, một đăng ký và đừng quên bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Và chúc ngày tốt lành, yêu các bạn. Fan Hồng Akira nhiều. Không, yêu các bạn xem mình nhiều. Bye bye.